Thưa quý vị, chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Lễ đón Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tham dự lễ đón còn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm của Thượng tướng Trương Hựu Hiệp là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi thống nhất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trương Hựu Hiệp đã tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và đoàn thăm chính thức Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần triển khai nhận thức chung, chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp, khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là mối quan hệ đặc biệt, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước thời gian qua, quan hệ quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và ngày càng phát triển vững chắc. Tại hội đàm, hai bên khẳng định cùng sát cánh kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình mỗi nước, hướng tới cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, góp phần tích cực hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phối hợp tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 8. Qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần cụ thể hóa phương hướng tin cậy chính trị cao hơn. Thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, các cơ chế hợp tác như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng, hải quân, đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp hai nước, duy trì và mở rộng hơn nữa các cơ chế hợp tác biên giới trên bộ, trên biển. Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết các văn kiện, ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về tăng cường hợp tác quốc phòng, thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về hợp tác biên phòng.